Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực 4B Food. Lại là mình đây. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một món cũng khá là làm mưa, làm gió, làm đình, làm đám trên Facebook, trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Đó là món miến lạnh Hàn Quốc ha. Thì để ăn kèm thì mình sẽ có cái phần đạm là phần thịt bò, ở đây mình sử dụng nạm ha. Rồi, một số cái rau ăn kèm thì mình có lê, cà rốt, bắp cải, dưa leo. Còn cái này mình sử dụng cái phần này để mình hầm cái phần cái nạm để cho nó thêm cái độ ngọt cũng như cái mùi hương ha. Thì mình có hành tím, gừng, tiêu, củ cải trắng, hành tây, bột nêm bò, đường, một chút giấm, nước tương với muối. Cái này là dùng để mình hầm ha. Thì trước khi mình đi mình sơ chế, mình luộc cái nạm bò thì mình sẽ luộc sơ qua. Hầm với nước dùng thì một hồi cái nước dùng mình nó sẽ trong và nó không có bị hôi. Cái cục nạm của mình nó khá là dày cho nên mình sẽ luộc sơ qua khoảng 3 phút ha. Rồi, bây giờ nó cũng được 3 phút rồi ha. Mình sẽ vớt ra, mình xả nước cho nó nguội lại, với lại mình rửa sơ qua cái mấy cái phần bọt rồi nó dính ở trên đó ha. Dù nó hơi mất thời gian một chút xíu nhưng mà mình sơ chế kỹ thì cái phần món mình nó sẽ ngon hơn ha. Rồi, cái phần thịt bò mình sơ chế xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nguyên liệu của cái nước hầm vô ha. Nước hầm nạm bò vô. Hành tím, tiêu ha, củ cải trắng với lại hành tây. Với lại mình nêm vô đây đường. Đường ha, với lại giấm. Đường thì nó giúp cho cái thịt bò mình nó đậm hơn, còn giấm thì giúp thịt bò mình mau mềm hơn ha. Rồi mình không cần phải đợi nước sôi đâu nha, mình cho thịt vô luôn. Rồi cái này mình sẽ đun sôi, mình vớt bọt ha, rồi mình nhỏ lửa, mình hầm nó khoảng cỡ chừng tiếng thì cái miếng nạm mình nó sẽ mềm ngon. Với cái nước dùng mình nó sẽ đậm hơn, tại cái nước dùng này hồi mình sử dụng để mình xài vô cái miếng lạnh luôn. Rồi, trong thời gian chờ đợi mình hầm cái nạm bò thì mình sẽ cắt rau ăn kèm luôn ha. Đây mình cắt ít cà rốt. Cà rốt ha, thì mấy bạn mình có thể dùng cái đồ bào, mình bào vỏ cũng được ha. Đây mình cắt sợi nhuyễn ra. Rồi, mình sẽ cắt. Thường thường để mình cắt cho nó dễ thì mình sẽ cắt với đèn đường trước ha. Rồi để miếng cà rốt thì cho nó đứng, nó có cái đế đứng thì mình cắt nó dễ hơn, không có bị trợt vô tay ha. Cái này nếu mình muốn ăn giòn thì mình cắt dày xíu, còn mình muốn ăn cho nó mềm thì mình cắt mỏng xíu ha. Rồi mình trải nó ra, mình cắt sợi nó. Rồi mình cắt xong thì mình sẽ cho nó vô thau đá, mình ngâm chút xíu nè, thơm nước lạnh ha, mình ngâm xíu cho nó giòn. Rồi tiếp theo lê ha. Lê mình sử dụng một ít. Thì cái phần lê này mình sẽ sử dụng cái phần thịt thôi, không lấy phần vỏ nữa. Phần vỏ mình sẽ bào như vậy xíu rồi mình quăng vô cái nồi nước hầm bò luôn. Ví dụ như đây mình còn cái cà rốt, vỏ cà rốt nè. Mình rửa sạch xong mình bỏ vô cái nồi nước hầm luôn ha, cho nó thêm cái nước ngọt. Cái này cho vô cái nồi nước dùng luôn. Rồi cái lê này thì mình cũng cắt lát mỏng. Rồi cũng cho vô đá mình ngâm luôn ha. Thì để cho nó tiện thì mình ngâm chung vô cái cà rốt luôn cũng được, không sao. Tiếp theo dưa leo. Dưa leo thì mình cắt xong mình bỏ hạt ha. Dùng cái muỗng cũng được hoặc là mình cắt xéo hai bên để mình bỏ lấy cái hạt ra. Lấy cái hạt ra ha. Rồi cũng cắt lát mỏng luôn. Rồi cái phần rau ăn kèm mình sơ chế xong ha, tiếp theo mình sẽ đi pha sốt. Cái nồi nước dùng mình cũng sôi lên ha, rất là thơm luôn. Cái mùi hương liệu tạo mùi trong đây rất là thơm. Rồi nếu có bọt thì mình vớt bọt ha. Do mình sơ chế rồi cho nên bọt cũng rất là ít. Rồi xong cái này mình nhỏ lửa xuống ha, để nó hầm lửa nhỏ thôi.
để cho cái nước mình nó được trong cũng như cái bò nó ra hết cái nước ngọt trong này ha. Cái phần rau mình ăn kèm mình cũng chuẩn bị xong, bây giờ mình đi pha cái sốt ăn kèm cái miếng lạnh ha. Thế đây mình có ớt bột Hàn Quốc, mình sang cái dạng vẫy á thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi tương ớt Hàn Quốc, nước tương, siro, đường, dầu mè với lại ớt hiểm. Thì ớt hiểm thì mình sẽ điều chỉnh tùy theo cái độ cay mình thích ha. Ớt hiểm thì mình cắt nhuyễn ra, mình bỏ hạt rồi mình băm nhuyễn ha. Còn ai ăn cay được thì mình có thể để nguyên hạt luôn, không cần phải băm nhuyễn, không bỏ hạt cũng được. Nhưng mà để hạt thì nó sẽ cay hỗn hơn, nhiều khi nó làm mất ngon đi cái món miếng của mình, đặc biệt là những người nào mà không ăn cay được á. Nên mình sẽ bỏ bớt hạt ra. Rồi mình băm nhuyễn ha. Rồi mình sẽ cho vô cái tô luôn để mình trộn ha. Rồi mình cho hết cái nguyên liệu còn lại vô luôn, ớt bột ha, nước tương, dầu mè. Siro đường ha, hay còn gọi là sirup á. Rồi tương ớt Hàn Quốc, khá là dính nhưng mà có thể dùng cái vét ha, vét cho nó sạch hết. Rồi mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên là mình sẽ có cái sốt để ăn kèm miếng lạnh ha. Cái ba nạm bò của cái miếng lạnh nãy giờ mình hầm nó cũng được 40 phút rồi đó, thì mình thử thấy nó bắt đầu nó mềm rồi. Thì mình sẽ hầm thêm 20 phút nữa, nhưng mà trước đó thì mình sẽ cho thêm cái phần gia vị vô để hôm mình sử dụng cái phần nước dùng này nè, mình xài cho cái miếng lạnh luôn ha. Mình sẽ cho bột nêm bò, muối với lại một chút nước tương vô đây để cho cái nước dùng mình nó đậm. Rồi mình sử dụng cái nước dùng giống như là cái nước dùng mì luôn ha. Rồi cái này thì mình sẽ hầm thêm khoảng cỡ 20 phút nữa thì cái bò mình nó sẽ mềm luôn. Tại vì cái này ăn lạnh cho nên mình sẽ hầm cái bò mình cho nó mềm tới chút xíu, thì hồi mình vớt ra mình sốc nhiệt lạnh thì cái bò mình nó mềm vừa ăn luôn, nó không có bị cứng. Còn mình hầm mà nó vừa mềm thôi thì mình vớt ra mình sốc nhiệt lạnh thì hồi cái bò mình nó dễ bị cứng. Rồi cái này mình sẽ đậy nắp lên mình hầm thêm 20 phút nữa ha. Cái phần nạm bò hồi nãy giờ mình cho gia vị vô mình hầm thêm 20 phút nữa rồi. Giờ mình sẽ tắt lửa mình vớt nó ra. Cái này thì mình vớt ra, tại vì mình ăn lạnh ha, cho nên mình vớt ra mình sẽ cho vô cái thau nước đá luôn để làm lạnh cái thịt ha. Rồi cái phần nước dùng mình sẽ lọc lại luôn, mình cũng làm lạnh cái phần nước dùng luôn ha. Cái nước dùng này mình sẽ lọc lại luôn, cái nước mình hầm bò mình có nêm gia vị nè, mình sẽ lọc lại luôn, mình làm lạnh đó ha. Rồi cái phần sơ chế chuẩn bị của cái món miếng lạnh thì nó hơi cực chút xíu, nhưng mà đại khái mình cũng đã xong rồi. Thì tiếp theo mình đi luộc miếng và mình chuẩn bị mình thưởng thức thôi. Thì ở đây thường thường một số ở ngoài hàng thì người ta sẽ sử dụng miếng Hàn Quốc, nhưng mà ở đây thì mình sử dụng miếng dong. Hai miếng dong Việt Nam mình thì cũng không thua kém gì miếng Hàn Quốc. Cái này thì mình luộc khoảng 1 phút ha, các bạn cho vô nước sôi ha. Nếu nhà mình có mấy cái vợt luộc mì gì giống vậy thì mình để vô để mình vớt ra cho nó dễ, tại cái miếng nó khá là trơn, ăn vuốt ra vớt ra nó hơi khó ha. Luộc khoảng 1 phút ha. Tại cái này mình ăn lạnh cho nên mình luộc có 1 phút. Còn như mình ăn miếng nóng rồi thì mình luộc chắc khoảng có 30 giây là vừa ha. Xong mình sẽ xả nguội lại.
Đó, mình vớt ra ha. Rồi mình sẽ xả, xả lạnh luôn ha, cho nó nguội. Thì để mình luộc cho nó mau mềm thì mình nên ngâm miếng trước ha, rồi mình hãy luộc ha. Mình thấy sợi miếng cái độ đàn hồi rất là tốt luôn, nó rất là dai, ngon, không thua kém gì miếng Hàn Quốc ha. Rồi mình xả cho nó lạnh xong mình sẽ vớt lên cái vợt ha, còn không ở nhà mình có mấy cái tray bột cũng được ha, mình bắt cho nó ráo nước. Rồi mình cho ra tô ha, mình sẽ trộn sốt. Mình sẽ trộn với cái sốt ha, cái sốt cay mình làm lúc đầu ha. Thì cái này cũng tùy khẩu vị ha, mình thích ăn cay thì mình cho nhiều ha. Cái này với một tô khẩu phần thì mình chừng một muỗng rưỡi là cũng cay lắm rồi đó. Rồi, ở đây xong mình sẽ đi cắt thịt bò ha. Nên là mình thì co mình ra món thôi. Thì cái thịt mình xả lạnh ha, cho cái thịt nó săn lại, rồi mình vớt rồi mình thấm khô, mình cắt thôi. Mình sẽ cho một ít rau củ ở dưới này ha, lê rồi dưa leo, cà rốt ha. Cái này thì mình nãy mình xả nước lạnh á, xong rồi mình bắt ráo ha, để cho nó lạnh ăn cho nó giòn ha. Rồi mình cho cái phần miếng đã trộn với cái sốt vô ha. Rồi mình sẽ sắp thịt bò vô ha. Rồi ở đây mình cho chừng vài miếng lê lên đây ha, để hồi mình làm cái đế để mình để cái trứng lên nhìn cho nó đẹp ha. Rồi cái trứng này mình luộc hồng đào thì mình sẽ luộc khoảng 6 phút rưỡi từ lúc nước sôi. Thì mình muốn coi lại cái clip này thì mình có thể coi ở cái clip mà mình hướng dẫn các bạn làm trứng hồng đào với cá hồi ngâm tương ha. Rồi mình sẽ chan một ít cái nước sốt lạnh lên. Thì ở đây ví dụ như mình thấy cái, tại vì cái nước hầm bò, hầm cái nạm bò của mình á thì nó khá là mỡ, cho nên khi mình để lạnh thì sẽ có ván mỡ. Nhưng mình không thích ăn mỡ thì mình có thể vớt bớt cái ván mỡ này mình bỏ đi ha. Rồi mình chan cái sốt lạnh lên ha. Rồi vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn làm xong cái món miếng lạnh Hàn Quốc ha. Mình có thể sử dụng những cái nguyên liệu có sẵn ở Việt Nam để mình làm ra cái món miếng lạnh này. Rất ngon, lạ miệng. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.